Kinh hành Cựu vân hành đạo Nãi ư nhất định chi địa khu Toàn chuyển hoặc trực vãng trực lai Dụng dĩ phòng thùy Đây gọi là kinh hành Ngày nay chúng ta gọi là tản bộ khi tản bộ tụng kinh kinh điển thuộc lâu thuộc bộ kinh giống như kinh vô lượng thọ không nên nôn nóng không nên đọc quá nhanh đọc từng chữ từng câu một bộ kinh đọc hai tiếng hai tiếng đi cũng được hai ba cây số hai ba cây số đi rất chậm thích hợp với sáng sớm và hoàng hôn thông thường trong nhà phật không ăn cơm chiều kinh hành như vậy rất tốt hoặc là niệm phật hoặc là trì chú để nhiếp tâm đây là công phu sáng và tối mức độ thể dục cũng đủ đi đứng ngồi nằm đều đang tu hành hành là hành vi khởi tâm động niệm hành vi tư tưởng trong phật pháp gọi là ý ngôn ngữ là hành vi của lời nói thân thể động tác là hành vi của thân ba nghiệp thân khẩu ý có sai lầm có tạo nghiệp khiến nó tu tập sửa đổi gọi là tu hành Niệm Phật rất tốt Tụng kinh rất tốt Trì chú cũng rất tốt Chuyên Đoài... tu, chuyên hoàng Chuyên Đoài... tu, thì dễ được định được tam muội chúng ta tu niệm phật khi kinh hành niệm phật được niệm phật tam muội khi kinh hành tụng kinh vô lượng thọ hoặc tụng kinh di đà cũng gọi là niệm phật tam muội Sau khi được tam muội tu hành không gián đoạn, ngày ngày đều làm như vậy. Đến khi nhân duyên thuần thục thì tự nhiên đại ngộ, tức là đã khai ngộ. Được tam muội vãng sanh sẽ nắm chắc được Có thể không cần vãng sanh sớm hơn dự định Vì sao vậy? Trong kinh Đức Phật dạy Tu hành một ngày ở thế giới ta bà Bằng tu hành ở thế giới cực lạc một trăm năm Vì sao? Vì ở thế giới Tây Phương cực lạc bình an Nên tiến bộ rất chậm thế giới này tiến hóa quá kịch liệt nếu chịu đựng được thì tiến bộ rất nhanh không chịu đựng được thì đọa lạc cũng rất nhanh thế giới cực lạc tuyệt đối không bị đọa lạc chỉ có tiếng mà không có thoái còn thế giới ta bà thay đổi nhanh chóng nếu chịu được thì tăng tiếng rất nhanh mà không đọa lạc cho nên ở thế gian này tu hành như thế nào cũng có thể chấp nhận được thuận cảnh nghịch cảnh thuận duyên ác duyên đều có thể như như bất động ở đây rèn luyện đến thế giới cực lạc sanh vào cõi thật báo trang nghiêm điều này không phải không được vì sao vậy vì đã thật sự buông bỏ nếu không buông bỏ thì không vượt qua được sẽ bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ đã thật sự buông bỏ thì không sao Thay đổi biến hóa ra sao cũng như như bất động Thế gian này người khổ nạn quá nhiều Ngày ngày tiếp xúc những người này Tâm từ bi được tăng trưởng Tu đại từ đại bi nên nhớ trong cuộc sống tu hành lý luận trong kinh giáo biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình tất cả giáo huấn trong kinh điển đều trở thành hành vi sinh hoạt của chúng ta xử sự, sự đối nhân tiếp vật nơi nơi đều hành đạo bồ tát bồ tát đạo là ngay trong sinh hoạt hàng ngày ở nhà học phật thì gia đình là đạo tràng à, người nhà chính là đối tượng đầu tiên để độ nếu thật sự tu hành tốt Người nhà sao lại không hoan hỷ Sao lại không khâm phục Nhưng phải thật sự tu hành Thực hành tất cả những gì trong kinh dạy Tự nhiên sẽ cảm động được người trong gia đình Cảm động được gia đình Nhất định cảm động được hàng xóm Và những vùng lân cận đây mới thật gọi là hành bồ tát đạo kinh hành để đề phòng ngủ gục đối trị mệt mỏi còn có thể dưỡng thân trị bệnh thân thể con người là một bộ máy nhất định phải hoạt động hai chữ hoạt động này hay quý vị xem hoạt động muốn sống thì phải vận động không vận động sẽ không sống được quý vị thấy ý nghĩa trong văn tự xưa rất có trí huệ ngày ngày ngồi bất động sẽ không sống nổi ngồi khiến nó tiêu mất nhất định phải hoạt động kinh hành là hoạt động lạy phật là hoạt động hai phương thức này bất luận là pháp môn nào cũng đều dùng nhiều nhất